Ngày 25 tháng 12, tại hội trường khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside đã diễn ra hội thảo thương mại điện tử B2B Việt Nam xu hướng nhập khẩu 2020. Sự kiện lần này được tổ chức nhằm mục đích công bố ra mắt nền tảng B2B Online, một nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam, giới thiệu nguồn hàng nhập khẩu cùng với chuỗi showroom và các cửa hàng bán lẻ liên kết để phát triển và kết nối với doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam. BUY2SELL là một nền tảng bán hàng trực tuyến, mang đến cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, thuận lợi và nhanh chóng trong quá trình tìm kiếm nguồn hàng với sự lựa chọn phong phú. Hiện nay, BUY2SELL Việt Nam cung cấp hơn 20.000 mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, thời trang, đồ gia dụng từ hơn 40 nước trên thế giới. Có thể nói rằng, BUY2SELL sẽ là nền tảng hiệu quả để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với xu hướng tiêu dùng mới, góp phần vào sự phát triển của thương mại điện tử Việt Nam trong tương lai.